Hello anh em. À, rất nhiều anh em hỏi dạo này mình có cái hàng thun nào mới không đấy thì à, thông báo với anh em là mình mua vừa về một cái hàng thun nào thun Rossi anh em nhé à, hiện tại thú này thì à, bên em bạn rất là ok à, à, đây em đã cắt theo mẻ cho anh em rồi đấy đấy rất đẹp anh em nhé cắt rất là bóng loạn anh em nhé quan trọng là cái này này quan trọng là cái việc mình cắt này, này. bên hay không là do cái nét cắt này này đấy một mét thì bình thường là bên em sẽ cắt sẵn cho anh em nhé một mét sẽ, sẽ cắt sẵn theo yêu cầu này đây là cái khổ 13 19 150 trên sẽ được 30 bộ nhé sẽ được 30 bộ con cái khổ dài hơn thì được ít hơn con ngắn hơn thì sẽ được uh, nhiều hơn ví dụ như là 13 19 140 là nó sẽ được 42 bộ đấy thì một mét thì cũng như bình thường là bên mình tặng 20 cái giá sáng này, này này với tặng một cái sỏ thốn này và một và một uh, cồn chỉ 20 uh, mét này đấy là một công bố như thế này là anh em uh, là một công bố như thế này là một mét nhá thì một mét như thế này là được đầy đủ phụ kiện rồi đấy nếu như các phụ kiện này uh, anh em anh em không lấy cái giá này thì anh em có thể lấy cái giá này đấy thì đây là những trong những cái giá xin này đấy là giá tím này đấy thì nếu như anh em lấy một mét thì sẽ được 10 miếng tất cả những miếng này ở trên này một miếng một, một, một mét sẽ được 10 miếng nếu anh em lấy hai mét sẽ được hai miếng cứ nhấn đôi phụ kiện lên cái này cũng thế một mét là sẽ được tăng hai cái này hai mét sẽ được tăng tăng nhân đôi hai cái nhé anh em nào mà lấy giá sáng này thì thì cũng đã ok rồi được sẽ được hai miếng còn mấy cái giá này như là giá tím này giá chữ tàu đen này giá chữ tàu vàng này giá à, đỏ đen anh em này giá hai lớp đỏ đen này Đấy còn giá hai lớp từ tao nữa Loài này là loài dài nhất này Loài này là cái loài mà em cũng đã nói rất nhiều trên video rồi Là cái loài dài nhất uh, 0.45 Nếu anh em nào mà thích bạn uh, uh, Giá dài thì lấy loài này Còn giá số bài này Đấy Giá này là giá Giá cũng là giá đình tâm anh em nhé Đấy Thật rất, rất nhiều anh em đã ủng hộ và lấy rất nhiều Mình đã tất cả cảm ơn anh em nhé Thì hiện tại thì có những mặt mặt hàng nào mới Thì mình sẽ cập nhật và thông báo cho anh em là đã có những cái sản phẩm này về Còn giá cả thì anh em xem ở cái phần tiêu đề ấy, là mình có báo giá từng mét một anh em nhé Không phụ kiện và phụ kiện thì giá nó khác nhau Nó rẻ hơn một xíu Anh em nếu mà cần thì anh em cứ liên hệ qua số điện thoại ở góc màn hình đấy Ok anh em nhé, chúc anh em sức khỏe nhé Ok